Với mức chi phí đầu tư 34 triệu đồng, khách hàng cần mua một chiếc máy có thể nghiền được hàng tấn nguyên liệu đồng Sunfat thành bột mịn tại cơ sở sản xuất của mình. Đây sẽ là video bàn giao dòng sản phẩm máy nghiền 14 được đặt làm theo yêu cầu của khách hàng, hoàn toàn bằng 100% inox. Và ngay bây giờ sẽ là quá trình chạy thử máy với nguyên liệu muối đồng Sunfat khách hàng đem đến. Quý vị hãy cùng đón xem nhé! Tại cơ sở sản xuất chế biến của mình, khách hàng cần nghiền nhỏ số lượng lớn hàng tấn đồng Sunfat mỗi ngày thành bột mịn để xuất bán ra thị trường. Với nhu cầu sản xuất ngày một tăng cao, khách hàng cần phải đầu tư dòng sản phẩm mới để phù hợp với nhu cầu của mình. Sau khi tìm hiểu trên thị trường và được nhân viên bán hàng Bình Minh tư vấn kỹ lưỡng, khách hàng đã quyết định đặt mua máy nghiền 14 buông thẳng, đặt làm bằng chất liệu inox 304, phù hợp với mức chi phí đầu tư của mình. Ngay bây giờ, kỹ thuật viên của công ty sẽ tiến hành nghiền nhỏ đồng Sunfat theo yêu cầu của khách hàng. Được sản xuất ngay tại trong nước, do công ty Bình Minh trực tiếp chế tạo và sản xuất, được bày bán trực tiếp tại xưởng không có bất cứ khâu trung gian nào, nên giá thành phải chăng phù hợp với túi tiền của quý khách hàng. Dòng sản phẩm máy nghiền 14 buông thẳng inox được thiết kế bằng chất liệu cao cấp bao gồm vỏ máy inox, búa nghiền inox, mặt sàng inox, đảm bảo độ bền lâu của máy. Với thiết kế này, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng máy trong một thời gian dài mà không lo han rỉ hỏng hóc, đồng thời đảm bảo trong quá trình xay nghiền không phát sinh mùi lạ, đảm bảo thành phẩm chất lượng tốt nhất đúng với mong muốn của khách hàng. Được thiết kế rất đơn giản, dễ dàng sử dụng với người dùng, chỉ cần kết nối với nguồn điện, sau đó cho nguyên liệu cần nghiền vào phễu, máy sẽ tự động nghiền và đưa ra nhanh chóng ở cửa xả. Được đánh giá là dòng sản phẩm máy nghiền năng suất cao, có thể nghiền được đa dạng các loại nguyên liệu như là nghiền quế, nghiền sả, nghiền dược liệu, lá chè hay nghiền nông sản làm thức ăn chăn nuôi và cả đồng Sunfat, nguyên liệu khách hàng muốn thử ngày hôm nay. Máy được thiết kế với giá bắt động cơ vững chắc, kiểu dáng hiện đại, với buồng làm việc rộng rãi phù hợp với các hộ kinh doanh quy mô vừa giống như khách hàng ngày hôm nay. Thuộc dòng máy công nghiệp, phần toa nạp được thiết kế dạng phễu lớn, nối thẳng trực tiếp vào buồng nghiền, bề mặt phẳng, dốc về gần phía cửa nạp. Trước cửa nạp, máy còn được thiết kế thêm một thanh chắn giúp người dùng điều chỉnh được lượng nguyên liệu chảy vào trong máy, tránh tình trạng tắc nghẽn khi máy đang hoạt động. Được trang bị động cơ mạnh mẽ 7,5kW nguồn điện 3pha 380V, máy nghiền B14 buông thẳng cho năng suất từ 500 đến 800 cân trên 1 giờ, tùy từng loại nguyên liệu và mặt sàng. Quá trình nghiền của máy diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Máy được vận hành khá đơn giản, thao tác dễ dàng, chỉ cần một nhân lực đứng máy. Khi máy hoạt động, động cơ chuyển động từ dây đai qua bu ly đến bộ nghiền của sản phẩm. Tại đây, dưới tác lực của 18 búa đập, nguyên liệu sẽ được nghiền nhỏ đi qua mặt sàng. Và cuối cùng, như quý vị thấy, khách hàng đang kiểm tra thành phẩm bột đồng Sunfat được nghiền theo yêu cầu. Dạ vâng, thưa quý vị, và sau quá trình nghiền nhỏ nguyên liệu muối đồng Sunfat theo yêu cầu của khách hàng thì đây sẽ là thành phẩm khách hàng nhận lại được. Và sau quá trình nghiền thì khách hàng đã rất hài lòng với dòng sản phẩm, và ngay bây giờ các kỹ thuật viên đang hỗ trợ khách hàng vệ sinh máy, sau đó là vận chuyển lên xe cho khách hàng đem về nhà. Đến đây thì thời lượng phát sóng của video bàn giao máy nghiền 14 buông thẳng được làm hoàn toàn bằng 100% inox đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Và nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm này, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video thú vị tiếp theo.